Ngọc Châu có hành động tinh tế, ghi chọn điểm 10 với phán quốc tế sau đêm chung kết Miss Universe. Hành động của đại diện Việt Nam, Ngọc Châu, sau đêm chung kết Miss Universe 2022 đã nhận được lời khen của dân mạng. Sáng ngày 15 tháng 1, theo giờ Việt Nam, đêm chung kết Miss Universe 2022 đã diễn ra tại Mỹ. Sau đêm chung kết, danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ đã thuộc về đại diện nước chủ nhà, người đẹp The Bonnie Gabriel. Đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe năm nay là Ngọc Châu dù được đánh giá cao nhưng lại không thể tiến sâu. Dẫu vậy, sự cố gắng của Ngọc Châu trong suốt chặng đường đã qua tại Miss Universe 2022 đã nhận được những lời khen từ giới chuyên môn lẫn ban giám khảo. Ngoài ra, sau đêm chung kết, Ngọc Châu cũng ghi điểm tuyệt đối với phán trong nước và quốc tế nhờ hành động đầy tinh tế. Theo đó, sau khi đêm chung kết khép lại, các người đẹp tiến vào bên trong sân khấu. Thế nhưng nhận thấy được tình cảm của các khán giả có mặt để xem trực tiếp, Ngọc Châu trên đường tiến vào sân khấu đã bất ngờ tiến tới, bắt tay, gửi lời chào đến những người đã cổ vũ cô. Hành động này của Ngọc Châu đã một lần nữa cho thấy cô nàng là một người cực kỳ gần gũi, thân thiện với fan. Không những thế, việc làm này ít nhiều cũng để lại ấn tượng, ghi chọn điểm 10 trong mắt cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Bên dưới đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này, đông đảo netizen đã để lại lời khen cho đại diện Việt Nam, đồng thời động viên Ngọc Châu sớm quên đi thất bại tại Miss Universe 2022 để hướng đến những cột mốc mới trong tương lai. Hành động tinh tế quá Ngọc Châu ơi! Đúng là nàng hậu thân thiện, lúc nào cũng quan tâm, để ý các phán. Ngọc Châu xứng đáng 10 điểm, không riêng phán trong nước mà còn phán quốc tế nữa. Hành động này ít nhiều sẽ khiến phán quốc tế thấy được sự thân thiện, gần gũi, dễ mến của con người Việt Nam. Một lần nữa thán phục Ngọc Châu.